Alo, em chào anh em. Hàng vừa mới về, tối nay em tính nghỉ nhưng mà chắc em quay làm một video của đêm ngày 13. 13 thôi nha em. Hôm rồi về ba cái áo pilot của thằng trực thăng này. Thì bây giờ về tiếp. Mấy anh em bữa hôm mua ba con, còn mua rất là nhiều, chắc cả chục người hỏi nhưng mà em không còn nhớ ai nữa. Vì nó vừa về thì em review lên cho anh em luôn. Ai mà hôm rồi dặn thì nhảy vào gọi điện giùm em ha. Cái con trực thăng này thì size nhỏ này. Rồi hết pin. Size nhỏ nha anh em. Size nhỏ. Đây là chồng em 70 kg. Ông bận 70 kg. Áo thì mới 98% ha. Trực thăng, hàng trực thăng của chuẩn Mỹ nha anh em. Đi khỏi. Đó, con này là giá hôm rồi ba con kia em bán cũng 3,8 triệu. Bây giờ con này cũng vậy luôn. Da chất vải này là vải kaki chống cháy nha. Con này là hàng chống cháy nha em. Cái ve cổ của nó thì hôm rồi em có like á. Hôm rồi rất nhiều anh em mua mà người ta mua hết rồi, không còn hàng nữa. Em đặt cả tuần nay mà chưa có về, giờ mới về được này. Con này đời sao mấy? 80. Con này là đời đời 80 đây nha anh em. Đời 80 ha. Ở trên cổ của nó thì trong này có một cái tem nữa. Chút nữa em khui, em quay cái kia cho coi. Đấy, đây là ông chồng em cao 1m60. Sáu mấy hay 62? 1m62 là bận con này ok luôn này. Ai mà nhỏ cân thì thấp bé là chốt con này ha. Em quay từ trước, còn Zenith thì còn những mã này. Hồi tối em like còn chừng này nữa thôi. Đó, còn có chừng đó nữa. Ai mà có mua Zenith thì xem những cái mặt này còn bao nhiêu, anh em ưng thì alo em ha. Còn cái dây này, cái dây, cái quần lễ phục thì còn mã số 3. Quần lễ phục mã 16, số 8, số 4 và số 14. Còn quần rần ri thì còn mã 32, 35, 36, 34 và 33 là hết nha anh em. Còn áo M65 hồi tối thì còn được 3 cái nữa này. Một con mã số 1, một con mã số 3 và một con mã 2 số 0. Rồi một con cuối cùng là hết mã số 5. Rồi hàng mới về thì được tổng cộng là 5 cái. Cái này hàng mới cho nên đang đẹp, em không dám để bên ngoài nha anh em. Em phải bỏ vào trong cái bọc á, phải cho vào bọc không có là nó dơ. Đây hai cái nữa này. Đấy, hai cái nằm hết vào trong bọc ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em. Được, có đợt này về, tại vì hôm rồi em thấy anh em mua thì em mới đặt, mới được hai cái là 4 là 5 cái. Đợt này về được 5 cái. Còn đây thì con áo biệt kích. Đây về hôm rồi cái con mà lủng lỗ đó là anh gì ủng hộ em thì đã nhận được hàng cho biết. Mà con biệt kích này thì là size medium regular. Anh em 70 đến 80 kg. Con này đời bao nhiêu ta? Không có đời à? Một đời 70. Con này là biệt kích thường, biệt kích 7X hoặc là 8X á. Con này là 70 tới 80 kg mà con này, con kia cũng mới đẹp mà bị lủng một phát, còn con này thì chắc chưa có lủng đâu, vì hôm rồi nó cũng kêu hàng tuyển đẹp cho em mà tới giờ về thì nó phát hiện ra lỗ lủng thôi. Còn con này thì không có lủng đâu. Này, em quay cho anh em xem ha. Cái cổ của nó là cổ dây đồng này. Mũi kẽn luôn. Anh gì hôm rồi ở Lâm Đồng nhận một con, đã nhận chưa anh ơi? Con này cổ đuôi cá nghe. Có mũ ở trong này này. Mũi kẽn luôn. Con này không có vết gì hết. Không có một vết gì hết. Mấy hàng mà nói mà mới thực sự rất là khó. Với cái này là em kêu nó tuyển thì được có một vài cái, còn chỉ thừa luôn này. Con này đang còn chỉ thừa luôn này. Thấy không? 6 triệu rưỡi hả? Con này em sẽ bán là 6 triệu rưỡi.
dành cho anh em cao 1m7 trở lên và 70 đến 80 kg, bận ok, bao mới đẹp cho anh em luôn ha. Rồi em tối nay em chia sẻ cho anh chị em chừng này thôi, và mai em xin phép nghỉ. Tối nay em không lên video thứ hai nữa, chỉ video hiệp 1 thôi nha em. Còn mấy con pilot thì anh em nào hôm rồi dặn em thì thông cảm nha. Em like như vậy là anh em biết. Và đây này, hàng về mà còn bao, còn bao của nó nên em khui ra, em không có review cho anh em, vì mấy cái này nó cũng là rất là tế nhị. Hàng này hàng mẹ eBay anh em. Anh em biết mua eBay không? Đấy, bao là chữ tiếng Anh luôn nhá, hàng eBay của em ấy. Đây em đổ ra mấy con này luôn này, hơi đổ cho anh em coi. Một bao là được 2 cái, 2, 3, 4 và 5 cái, được có 5 cái thôi. Ai gọi trước thì em bán nha, vì hôm rồi là phải là chục người á, 3 cái trước em like là phải cỡ 10 người dẫn á. Nhưng mà ai coi được video của em thì cứ alo cho em. Rồi em xin phép chào ha.